nuôi cùng lúc hai con chó, cô gái trẻ sốc khi chứng kiến cảnh nhung nhúc này chỉ sau 3 ngày phải cầu cứu bạn bè. Đó là câu chuyện hy hữu nhưng có thật của cô gái tên Beatrice Oswald đến từ Đức. Beatrice vốn là một nhà lai tạo chó. Cô có sở thích nuôi chó từ năm 2004, nhưng sau nhiều năm bầu bạn cùng loài thú cưng này, cô mới được đón nhận điều bất ngờ vào đầu năm 2012. Câu chuyện này từng gây tiếng vang không chỉ ở Đức mà còn thu hút sự chú ý của giới truyền thông và dân mạng khắp nơi vì bức ảnh đàn chó con nhung nhúc gần 30 con. Thời điểm đó, Beatrice nuôi cùng lúc hai con chó là Elfie Tara 2 tuổi và Annie Bonnie 3 tuổi rưỡi. Ngày 13 tháng 1 năm đó, cô chó Elfie lần đầu tiên lên trước mẹ với đàn con 11 đứa. Chỉ 3 ngày sau, Annie cũng lâm bồn và sinh liền 16 bé cún con. Mặc dù biết hai con vật mình đang nuôi đang mang thai, nhưng Beatrice không hề biết chúng sinh nhiều và thời điểm sinh cũng sát nhau như vậy. Chỉ trong 3 ngày, Beatrice đón nhận tổng cộng 27 chú chó con chào đời. Điều này khiến cô vui mừng nhưng cũng không khỏi sốc khi chăm sóc cho đàn chó con mới chào đời. Bản thân cô cũng trở tay không kịp vì đàn chó con. Cô đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của bạn bè và các tình nguyện viên chăm sóc động vật. Họ phải thay phiên nhau hỗ trợ việc cho đàn chó nhỏ bú bình liên tục suốt ngày đêm.